Learning medicine is hard work. Osmosis makes it easy. It takes your lectures and notes to create a personalized study plan with exclusive videos, practice questions, and flashcards, and so much more. Try it free today. da là một sự phát triển không kiểm soát của các tế bào da. da chia làm 3 loại: <laughs> ung biểu mô tế bào đáy, ung biểu mô tế bào vảy và ung thư tố da. Một số ung thư da có thể lan đến những nơi khác trong cơ thể và gây chết, có thể thấy đối với trường hợp ca sĩ nhạc pop Molly, người qua đời không lâu sau khi được chẩn đoán ung thư hát tố da. Làn da gồm 3 lớp, lớp thượng bì hay còn gọi là lớp biểu bì, lớp trung bì hay còn gọi là lớp bì và lớp hạ bì. Lớp hạ bì được cấu tạo từ mô mỡ và mô liên kết giúp da bám chắc với vùng cơ bên dưới. Ngay bên trên là lớp trung bì là nơi chứa các nàng lông, thần kinh và mạch máu. Trên lớp trung bì là lớp ngoài cùng của da còn gọi là thượng bì. Lớp thượng bì có nhiều lớp tế bào mà hầu hết là các tế bào sừng. Sở dĩ vì chúng được lấp đầy bởi protein sừng. Chất sừng hay keratin là một protein dạng sợi cứng chắc giúp các tế bào sừng được bảo vệ khỏi bị hủy hoại như khi bạn chà sát bàn tay của lớp cát ở bãi biển. Các tế bào sừng sinh ra ở lớp sâu nhất của tầng thượng bì gọi là lớp đáy. Lớp này được tạo thành từ một lớp hình khối nhỏ đến những tế bào mầm hình trụ nhỏ. Liên tục phân chia và tạo ra những tế bào sừng mới tiếp tục sinh trưởng. Di chuyển lên trên qua các lớp thượng bì và dàn phẳng ra tạo thành các lớp vảy có dạng chiếc bánh. Nhưng lớp đáy cũng chứa nhóm tế bào khác, tế bào hắc tố. Chúng tiết ra protein sắc tố hoặc chất tạo màu gọi là melanin. Melanin thực ra là thuật ngữ chung cho nhiều loại melanin được tìm thấy ở nhiều màu da khác nhau. Những phân nhóm melanin này có nhiều màu từ đen đến vàng đỏ cùng với số lượng và tỷ lệ của những phân nhóm họ hàng mà chúng được chuyển hóa tạo thành màu da của một người. Khi tế bào sừng tiếp xúc với ánh nắng, chúng gửi một tín hiệu hóa học tới tế bào hắc tố để kích thích tế bào này sản sinh ra nhiều melanin hơn. Những tế bào hắc tố đưa các melanin vào các túi nhỏ gọi là melanosome hay là các hạt melanin. Chúng được đưa đi bởi những tế bào hắc tố mới tạo thành. Và những tế bào này sẽ chuyển hóa melanin khi chúng tiến vào những lớp cao hơn của thường bì. Melanin sau đó hoạt động như một loại kem chống nắng tự nhiên. Bởi vì cấu trúc protein của nó giúp tiêu mòn hoặc tán xạ tia UVB. Loại tia này nếu không được kiểm soát sẽ làm tổn thương DNA trong các tế bào da và dẫn đến ung thư da. Tế bào hắc tố cũng có thể được tìm thấy ở lớp trung bì ở gốc của nang lông. Nơi vận chuyển melanin đến các tế bào sừng hóa để tạo màu cho tóc. Bây giờ một khối u sẽ phát triển nếu có một đột biến DNA ở bất cứ một tế bào nào trong số các tế bào này sẽ dẫn đến sự phân chia không kiểm soát của tế bào. Điển hình là đột biến ở các gen tiền ung thư sẽ dẫn đến sự thúc đẩy phân chia của tế bào, hoặc đột biến ở các gen ức chế khối u có thể dẫn đến sự mất khả năng làm chậm sự phân chia tế bào. Bạn có thể nghĩ gen tiền ung thư như bàn đạp chân ga và gen ức chế như phanh xe. Tăng tốc quá nhanh hoặc mất khả năng phanh xe có thể dẫn đến sự mất kiểm soát phân chia tế bào. Kết quả là những tế bào đột biến bắt đầu xếp chồng lên nhau và có thể trở thành một khối u. Có những khối u lành tính và không di căn. Nhưng có những khối u ác tính hoặc ung thư và chúng sẽ phá vỡ màng đáy và xâm chiếm các mô lân cận. Tế bào của khối u ác tính có thể đi vào mạch máu hoặc mạch bạch huyết kề cận và di chuyển khỏi nơi nguyên phát để tạo ra một sự phát triển khối u mới thứ phát ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể và đây được gọi là di căn. Ung thư da có thể chia thành nhiều loại tùy thuộc vào loại tế bào da có liên quan tới khối u. Loại phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào đáy. Đây là loại khối u phát triển chậm và có thể xâm lấn cục bộ nhưng hiếm khi di căn xa đến các nơi khác. Khi khối u lớn dần mạch máu lân cận ở tầng trung bì có thể giãn ra để giúp vận chuyển thêm các dưỡng chất. Ung thư biểu mô tế bào đáy có thể phát triển nông ở bề mặt lan rộng đến vài cm ở lớp thượng bì và có thể phá vỡ màng nền và xâm lấn lớp trung bì, tạo thành các đảo hay dây tế bào khối u. Tế bào khối u ở vùng rìa của các đảo thường tự sắp xếp thành một hàng như một hàng rào tạo thành một cấu trúc rào trắng. Loại ung thư phổ biến thứ hai là ung thư biểu mô tế bào vảy. Liên quan đến các tế bào sừng ở lớp vảy, Bây giờ, một tổn thương tiền ung thư có thể trở thành ung thư biểu mô tế bào vẩy, còn được gọi là bệnh dày sừng quang hóa. Trong bệnh dày sừng quang hóa, các tế bào sừng bị phá hủy bởi tia phóng xạ và bắt đầu sản xuất quá mức chất sừng. Theo thời gian, những tế bào sừng bị tổn thương này có thể phát triển thành ung thư biểu mô tế bào vẩy. Giai đoạn đầu của loại ung thư này còn được gọi là bệnh Bowen, hay ung thư biểu mô tế bào vẩy tại chỗ. Lúc này khối u có thể được tìm thấy ở lớp thượng bì nhưng nó vẫn chưa phá vỡ màng nền. Tế bào ung thư lớn lên một cách không điển hình và nhiễm quá nhiều sắc tố. Khi tế bào ung thư biểu mô vẫy trở nên sầm lấn hơn, nó có thể phá vỡ màng nền và mở rộng vào lớp trung bì. Các tế bào này thậm chí có thể đi vào lớp hạ bì một khi chúng có khả năng di căn. Các tế bào khối u ở giai đoạn tiến triển này thường khác nhau về độ trưởng thành, có hình dạng bất thường và sản xuất quá mức chất sừng tạo thành những hạt. Cuối cùng, loại ung thư da xâm lấn nhất là ung thư hắc tố da liên quan đến các tế bào hắc tố. Bây giờ tế bào melanin nervi hay thường gọi là nốt ruồi tạo ra từ một loại tế bào melanin sản sinh melanin quá mức. Những nốt ruồi này có thể được xem là tiền ung thư bởi vì chúng có nguy cơ cao trở thành ung thư hắc tố da. Loại ung thư này phát triển theo chiều ngang trong lớp thượng bì và ở phía nông của lớp trung bì. Chúng phát triển theo chiều dọc xâm lấn trung bì di căn có mối liên quan nhất với độ sâu của xâm lấn và trên thực tế ung thư hát tố da là dạng ung thư nguy hiểm nhất vì nó có xu hướng di căn nhanh. Thông thường cái tế bào khối u có một hạt nhân lớn với các đường viền không đều và tạo ra melanin với nhiều màu sắc khác nhau nâu, đỏ, xanh đậm và xám. Nguyên nhân gây ung thư da có thể do cả di truyền và môi trường. Cho đến nay, yếu tố môi trường hàng đầu là sự tiếp xúc với tia cực tím từ ánh nắng mặt trời hoặc các buồn làm rám nắng. Thông thường, nguy cơ phát triển ung thư da tăng theo việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời tích lũy theo thời gian. Có một số sự nhiễm virus như virus u nhú ở người, sự ức chế miễn dịch và có một làn da sáng cũng có xu hướng gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Ung thư da thường xuất hiện trên phần da có tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, Ung thư biểu mô tế bào đáy có thể là những tổn thương giới hạn rõ, bóng loáng, có màu sáp hoặc gồ lên rắn và căng bóng trên bề mặt da. Những thương tổn này có thể bị loét, tấy đỏ hoặc bị nhiễm sắc tố. Bên dây sừng quang hóa có thể giống như những mảnh giấy nhám khô, sừng sùi, được bao quanh bởi vùng da rám nắng màu nâu, đỏ hoặc trắng. Chúng thường hình thành ở vùng môi, mặt, da đầu, cánh tay, tai và mu tay. Ung thư biểu mô tế bào vẩy có thể xuất hiện dưới dạng một vùng da nhỏ có giới hạn rõ, đỏ, nổi lên trên da kèm các mảng vẩy ở trên đầu đôi khi bị loét. Nốt ruồi xuất hiện dưới dạng những nốt nhỏ hình xoàn, màu đám nắng, hồng, đen hoặc nâu và có thể dẹt hoặc lồi. Cuối cùng, những dấu hiệu đáng ngại của ung thư hoặc tố da có thể được ghi nhớ theo cách dùng mẹo ABCDE. Đó là nếu tổn thương có dạng bất đối xứng, A. Đường viên không đều hoặc có khía B, màu sắc không đều nhau trong cùng một tổn thương C, đường kính lớn hơn kích thước của cục gồm bút chì D, và tổn thương tiến triển nhanh dần và gồ lên E. Những thương tổn này cũng có thể ngứa hoặc đau. Sinh thiết mô là cần thiết có chẩn đoán xác định ung thư già và lựa chọn điều trị bao gồm cắt bỏ bằng phẫu thuật hoặc bằng liệu pháp lạnh, tức là làm đông cứng khối u. Những lựa chọn khác là xạ trị, hóa trị hoặc liệu pháp miễn dịch. Với tế bào tiền ung thư như trong bệnh dày sừng quang hóa hoặc tế bào melanin nervi, thường được loại bỏ để ngăn chặn sự phát triển của ung thư da bằng liệu pháp lạnh hoặc liệu pháp quang động bằng cách dùng ánh sáng để gây ra sự chết của tế bào. Tóm tắt lại, ung thư da chia làm 3 loại chính. Phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào đáy. Phổ biến thứ hai là ung thư biểu mô tế bào vẩy và loại nguy hiểm nhất là ung thư hắc tố da. Dạ. Và cả ba đều do sự tăng sinh không kiểm soát của các tế bào ở tầng thượng bì. Khối u có thể tương đối không di căn hoặc xâm lấn tới các lớp khác của da. Khối u càng xâm lấn sâu thì nguy cơ di căn của khối u càng cao. Tiếp xúc với tia tí cực tím là một yếu tố nguy cơ. Nên vùng mặt và cơ thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường bị ảnh hưởng như da đầu, môi, tai, tay và mũ tay. Chẩn đoán bằng sinh thiết mô và điều trị bao gồm loại bỏ các tế bào có nguy cơ cao phát triển thành ung thư da. Tế bào khối u cũng thường được loại bỏ và điều trị nhờ vào xạ trị, hóa trị và liệu pháp miễn dịch. Video thực hiện bởi WOMED